Bánh canh luộc lào, bánh canh vịt. Bột lào là bột ở Lào. Bột người Lào ăn. Lưng hơi hơi khó. Anh ơi, em nhờ chứ. Lấy giùm cái khăn. Không, cái khăn chỗ giường bên kia kìa. Qua đắp bên này giùm em với. Mẹ khàn tiếng luôn. Đắp chỗ em kia cái tay. Kìa cái tay em mỏi. Lần đầu tiên thằng nó ấy kêu đói bụng quá. Lưng đỡ đau không em? Dạ, dài á.
Trừ đừng hỏi chị hết. Điều đó không quan trọng. Thì rỉ lâu nay rồi. Nè cứ xài đó, nghĩ chắc không bao nhiêu. Mũi chân à, chi tiết cái ở phần ở tay như đằng đầu đi. Ừ, chị biết rồi.